Thưa quý vị, không thể phủ nhận một thực tế là từ nhiều năm qua thì mạng xã hội Facebook đã gắn chặt với cuộc sống của nhiều người. Thế nhưng phiền toái từ đây thì cũng không ít. Câu chuyện mà chúng tôi đề cập sau đây có lẽ là không mới, nhưng mà nhiều người vẫn đang gặp phải và rất bối rối khi phải đối mặt với nó. Một phụ nữ ở quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh kết bạn với nhiều người bạn, quen biết có, lạ cũng có. Theo chị, Facebook là cộng đồng nên sẽ biết nhiều thông tin cũng như lan tỏa những thông điệp tốt trong xã hội. Thế nhưng cách đây 2 tháng, chị tá hỏa khi phát hiện hình ảnh cá nhân được in lên rất nhiều sản phẩm như ly, áo thun. Tôi cũng cảm thấy rất là ngạc nhiên, bởi vì tôi với người đó cũng không có quen biết. Thì tại sao họ lại dùng cái hình ảnh của mình để sử dụng như vậy? Thì tôi có cái số điện thoại ở trên Facebook đó, thì tôi có gọi trực tiếp tới người đó để tôi hỏi, và tôi yêu cầu cái người đó gỡ hình tôi xuống. Dù đã nói rõ ràng, nhưng người này vẫn không chịu gỡ hình, phải sau nhiều lần yêu cầu mới thực hiện. Tuy nhiên sau đó, trang Facebook của người này lại tiếp tục đăng hình sản phẩm có hình hình cá nhân của chị, và chị lại phải liên hệ nhiều lần nên rất bức xúc. Bị người khác sử dụng hình ảnh của mình vào mục đích kinh doanh thương mại, thì cái quyền của người ta là người ta được quyền đòi khoản thù lao. Còn nếu như người ta không muốn đòi một khoản thù lao mà người ta chỉ cần có một cái yêu cầu gỡ bỏ hoặc là tiêu hủy, cũng có thể tiến hành khởi kiện tại cơ quan tòa án. Theo đánh giá của luật sư Lê Trung Phát, hiện nay tình trạng sử dụng hình ảnh cá nhân của người khác khi chưa được phép diễn ra rất phổ biến. Điều này tiềm ẩn nhiều mối lo cho người bị phát tán hình ảnh bởi tốc độ lan truyền trên mạng xã hội rất lớn. Ở mức độ cao hơn, việc sử dụng hình ảnh cá nhân của người khác đưa lên mạng nhằm mục đích xúc phạm danh dự, nhân phẩm. Đây là hành vi có yếu tố liên quan về tội phạm hình sự và có thể bị khởi tố theo quy định tại điểm E, khoản 2, điều 155 Bộ luật hình sự với tội làm nhục người khác. Khung hình phạt từ 3 tháng đến 2 năm tù giam. Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa bắt quả tang một xe tải đổ rác thải trái phép tại bãi đất trống thuộc tổ 3, ấp 6A, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh. Đây là chiếc xe thuộc sở hữu của công ty kỹ thuật công nghệ Sài Gòn Xanh, đóng tại quận Gò Vấp. 4,5 tấn rác thải đều khó phân hủy, gồm 90% rác thải công nghiệp như vải vụn, xi mi ly, bao bì ni lông, bọc nhựa các loại và 10% là rác thải sinh hoạt. Công an còn phát hiện khoảng 5 tấn rác thải công nghiệp và 1.000 m2 chứa chất thải rắn công nghiệp đổ từ trước.